Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Nội phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường thành phố vừa phát hiện một cơ sở chuyên pha chế rượu bằng cồn công nghiệp và nước giếng khoan kết hợp hương liệu không rõ nguồn gốc tại xã La Phủ, huyện Hoài Đức, của Hà Nội. Qua kiểm tra còn phát hiện cơ sở này còn có nước giải khát được pha chế từ phẩm màu công nghiệp, đường hóa học và các loại phụ gia thuộc diện cấm. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 200 lít cồn công nghiệp đang được dùng để pha chế với nước giếng khoan thành rượu trắng. Sau đó sẽ được pha các loại phụ gia gồm phẩm màu công nghiệp, chất tạo mùi, vị để tạo ra các loại rượu. Trong đó chủ yếu là rượu vang đào, vang nổ mang nhãn hiệu Thiên Long, các loại rượu chanh, nếp mới và nếp cái hoa vàng. Các loại nước giải khát thì được pha chế từ đường hóa học tangin và các loại hương liệu vị cam, Coca-Cola, chanh có xuất xứ từ Trung Quốc. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ và đều thuộc diện cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là đường hóa học, cồn và phẩm màu công nghiệp. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là chủ sở hữu này vẫn có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Toàn bộ số nguyên liệu này cùng gần 6.000 chai rượu các loại, gần 1.500 chai nước ngọt tại hiện trường đã bị tịch thu và tiêu hủy. Theo cơ quan chức năng, cơ sở này sẽ bị xử phạt hành chính tới 100 triệu đồng và bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nếu kết quả giám định an toàn vệ sinh thực phẩm là đặc biệt nghiêm trọng.